Một lần nữa, con Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông xin kính chào quý cô, quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa, cảm ơn Đài Việt Face TV đã tiếp tục cho phép con có cái cơ hội chia sẻ lời Chúa và đồng hành với quý cô, quý ông bà và anh chị em trong thánh lễ Chủ nhật hôm nay, khi chúng ta còn đang phải ở nhà để đối diện với dịch COVID. Thánh lễ Chủ nhật Chúa Chiên Lành ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay con đang thu cái bài video này là ngày thứ 5 30 tháng 4 2020. Con đứng trước một cái bản đồ mà được ghép bởi hai lá cờ, cờ Mỹ và cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Con không có ý định là nói lên một cái ý tư tưởng chính trị gì cả. Nhưng đây là một lá cờ khi con về cho giáo xứ này thì một người cựu chiến binh tại Việt Nam, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam đã tặng cho con và con để trong văn phòng. Thì hôm nay chúng ta cũng nhớ tới và sáng hôm nay con đã dâng lễ để cầu nguyện cho những người đã nằm xuống trong cuộc chiến tại Việt Nam. Cũng những quân nhân của cả hai đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, những thường dân như cũng như những người của những quân dân của những nước khác, trong đó có Mỹ, có Đại Hàn, có Úc, có Anh, có Pháp và những nước nào nữa thì con không biết, cũng như những thường dân Việt Nam đã bỏ mạng trong cuộc chiến từ năm 1954 cho đến 1975, và đặc biệt cũng là những người đã bỏ mình trên đường ra đi tìm tự do. Sáng nay con đã dâng lễ và đó là lý do tại sao hôm nay con đứng trước cái tấm hình này. Và nếu quý bà anh chị em coi thì con cũng có một cái sâu chuối được thắt vào một cái dây thừng rất là lớn. Đó cũng là một kỷ niệm của con, của một bà. Cái dây chuối này chắc dài khoảng 4 thước. Quý ông bà và anh chị em thấy con cái tay thánh giá mà con cầm trong một tay không đủ đây, là của một bà người Tin Lành ở dưới Louisiana. Bà ta theo dõi con trên những cái chương trình sống đạo Công giáo con dạy bằng tiếng Anh. Và bà đã thắt cái, bà biết con là người Công giáo, bà là người Tin Lành, bà đã lấy một cái cọc dây thừng mà nghiên cứu để bà thắt thành một cái sâu chuối công của cho người Công giáo và bà gửi tặng cho con. Thì đây là hai cái món quà mà con để trong văn phòng của con. Thưa quý cô, quý ông bà và chị em, trở lại với ngày hôm nay, chúng ta mừng Chủ nhật lễ Chúa Chiên Lành. Con muốn đưa ra một vài tư tưởng để chúng ta suy nghĩ. Trong thánh lễ này thường thường các giáo dân hay mừng các linh mục, đặc biệt các linh mục chánh xứ chúc mừng cha là một lễ, là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành. Nhưng cùng một lúc đó, trong một cái tư tưởng khác thì tại Việt Nam, hay khi một linh mục về nhận xứ, đặc biệt là những không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay cả bên Mỹ cũng vậy, những xứ Việt Nam thì người ta bảo thương cha quá, cha về đây cha làm dâu trăm họ. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, vậy thì tư tưởng nào nó đúng? Linh mục là mục tử, là người chăn dắt và bảo vệ đoàn chiên, hay linh mục là một người về để làm dâu trăm họ? Con không biết cái văn hóa Việt Nam thế nào, nhưng nếu chúng ta nhìn trong tư tưởng của thần học và trách nhiệm của một vị linh mục được đặt ra trong giáo luật của giáo hội Công giáo, cũng như trong cái nghi thức về phục vụ và thừa tác của giáo hội Công giáo, thì chả chỗ nào có nhìn thấy linh mục về để làm dâu cả. Bởi vì nếu linh mục về làm dâu thì ai sẽ trở thành bà mẹ chồng khó tính để bắt cho mọi người phải làm theo cái ý định, theo cái cách của gia đình này. Mà cái gia đình mà vị linh mục về đó là gia đình của giáo hội, người đứng đầu là Chúa Giêsu. Cho nên con nghĩ đã đến lúc chúng ta phải cởi bỏ ngay cái tư tưởng linh mục về làm cha xứ để làm dâu trăm họ. Và đôi lúc chính linh mục cũng phải bỏ cái điều đó. Tôi không về đây để làm dâu, tôi không về đây để lắng nghe và làm theo ý mọi người. Dĩ nhiên tôi về đây để tôi lắng nghe, nhưng tôi về đây để lãnh đạo. Nhưng cùng một cái đi ngược lại cái làm dâu trăm họ đó, là một tư tưởng của một người linh mục là mục tử, là người có toàn quyền quyết định
muốn ra đồng giờ nào thì ra, muốn xua đàn chiên sao thì xua, muốn đuổi đàn chiên sao thì đuổi, muốn đánh đàn chiên sao thì đánh, bởi vì ta là chủ, ta muốn làm gì thì ta làm. Thì đó lại là một tư tưởng khác mà không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ thứ tư, chủ nhật thứ tư của mùa phục sinh, lễ Chúa Giêsu mục tử tốt lành. Con muốn bắt đầu và xác định rằng con, theo cá nhân của con tin rằng không có linh mục, giám mục, hồng y hay vị giáo hoàng nào là mục tử tốt lành cả. Chỉ có một mục tử tốt lành duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, là đấng xóa tội trần gian, là đấng đã gánh toàn tội của con người nhưng không bao giờ phạm tội và không bao giờ làm điều sai trái. Còn tất cả chúng con được gọi để đi theo một chân của mục tử nhân lành, một mục tử tốt lành là Giêsu Kitô. Nhưng chúng con không ai dám nhận mình và cũng không ai xứng đáng để gọi là mục tử nhân lành hay mục tử tốt lành. Chúng con, đặc biệt cá nhân con, là một con người tội lỗi và rất nhiều tội lỗi. Con hay nói giỡn với trong giáo dân của con là trong giáo xứ này cha là người phạm tội nhiều nhất. Họ bảo làm sao cha biết được cha phạm tội nhiều nhất, thì con giỡn: ủa, cha giải tội cho cả giáo xứ, cha chỉ không biết ai là tội ai thôi, chứ còn cộng lại bao nhiêu tội thì cha biết hết. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, nói giỡn như thế nhưng nó mang một hình ảnh của sự thật. Khi mà là người linh mục, con được ân sủng của Thiên Chúa cho phép để lắng nghe, để hòa giải con người với Thiên Chúa. Nhưng nếu nói về một mục tử nhân lành thì con đã chắc chắn đã là mục tử nhân lành chưa? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không những chỉ vui mừng với những con chim Ngài đang có, Ngài chăm lo bồng bế, o bế cho nó, giống như là chúng con được gọi tới để o bế những người giáo dân, xin lỗi dùng cái chữ, có tiền, có chức vụ, có kiến thức trong giáo xứ. Còn những con chiên mà nó hơi bị què quặt, ốm đau, nghèo, khổ khổ, tao đầu óc nó không bình thường, nhà nó có con cái bị Down syndrome autism, chúng con có thực sự o bé và yêu thương nó như những con chiên của những bầy chiên đàn tốt lành và béo bờ thế kia hay không? Hơn nữa, không những chỉ lo cho những con chiên đó, ngày hôm nay bài tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ta còn những con chiên đang lạc đàn, không ở trong đàn này, ta phải đi tìm nó. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nói đến đó thì con chặn lòng và nghĩ tới chính mình. Thú nhận, ít ai trong chúng con là những linh mục đi tìm con chiên lạc. Vì một lý do gì đó, khi chúng con về nhận một giáo xứ mới hay ở trong giáo xứ đó bắt đầu quen biết, người ta sẽ nói: cha ơi, có cái gia đình này hồi trước nó đi lễ mà giờ nó bỏ đạo nè, cha liên lạc với nó coi. Hỏi thật sự bao nhiêu anh em linh mục của chúng con nhìn nhận lại là nó ok, đưa cho số điện thoại đây, đưa địa chỉ đây để cho gọi. Hay chúng ta cũng ớm ờ rồi bỏ đó mà ra đi. Ngoại trừ có một số linh mục thực sự là con nghĩ rất khá trong vấn đề này, đặc biệt là các anh em của những vùng truyền giáo, của những vùng giáo phận Hưng Hóa, của giáo phận Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Khi mà những vùng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh là 50 năm, 70 năm từ năm 1954 không có linh mục. Chẳng hạn như con nhớ là Quảng Bình có những linh mục cho đến khoảng năm 2000 thì mới có vị linh mục đầu tiên về ở trên tỉnh Lai Châu, Điện Biên cũng thế. Khi các ngài về đó thì là không nhà thờ, không nhà xứ, không giáo dân, các ngài phải đi tìm lại những con chiên lạc. Nhưng chúng ta tạm thời đặt một vài vị linh mục tốt lành đó qua một bên, và mỗi người chúng con là những cha vị linh mục chánh xứ, trong đó có con. Nhìn lại đã bao nhiêu lần chúng con về tại giáo xứ, rơi đầu tiên chúng con bảo chiên lạc ở chỗ nào để cha đi tìm. Hay đôi lúc chính những người khác khi họ nói cho chúng con biết những con chiên lạc, chúng con lại ấm ờ lấy thông tin rồi bỏ qua. Chúng con có dám lên đường để đi tìm hay không?
Con không dám đại diện cho bất cứ một ai hết, nhưng cá nhân con cần phải đấm ngực với chính mình và nói lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đà. Con không đi tìm họ, không có nhiều lý do, có thể vì sợ hãi, có thể vì làm biếng, có thể vì ngại ngùng, có thể vì văn hóa, vì ngôn ngữ. Nhưng nói tóm lại, con đã không phải là một mục tử tốt lành đi tìm những con chiên không thuộc về đàn này. Đó là con chưa nói tới vấn đề truyền giáo. Con chỉ đang muốn nói những con chiên lạ, những con chiên đã từng ở trong đàn này mà giờ đây nó không còn ở đó nữa thôi. Chứ con chưa hề nói tới vấn đề truyền giáo gì cả nhá. Đôi lúc khi con về giáo xứ này thì nó giáo xứ, một giáo xứ rất là bé, chỉ có khoảng 200 người đi lễ cuối tuần thôi. Thì chúng con có một cái chương trình là đưa những người không có đạo, những người có đạo đã bỏ đạo trở về. Thì chúng con kêu gọi cả bố mẹ anh chị em cùng đồng hành với chúng con, rồi họ đưa số điện thoại, số phone cho con. Thì con thực sự cũng chỉ là cái phần tác dụng phụ, đó là gọi hỏi thăm. Đây tôi là Father Martino, tôi mới về đây là linh mục chánh xứ, tôi chỉ muốn gọi để cho anh biết là tôi về đây, đây là số điện thoại cầm tay của tôi, nếu tôi có thể làm gì được thì xin vui lòng gọi cho tôi rồi nhắn cho tôi. Chúng con cũng chỉ nói làm sao vậy, cũng chỉ gọi hỏi thăm rồi đợi họ trả lời thôi. Chứ thực sự cá nhân con cũng chưa đi tìm con chiên lạ. Nhưng con tạ ơn Chúa là những người giáo dân của con thì nhất định sẽ muốn trở thành những chủ chiên tốt lành trong gia đình của họ. Cho nên họ đã có những chương trình cùng với con và họ đã đưa được rất nhiều con chiên lạc trở về. Để ngày hôm nay giáo xứ chúng con có khoảng 700-800 người đi lễ cuối tuần, thì con tạ ơn Chúa. Đôi lúc còn cứ nghĩ trong đầu rằng ngày xưa khi Chúa Giêsu là mục tử, là chủ chiên tốt lành, thì con hình dung trong đầu thế này, con không biết đúng hay sai, nhưng mà đây là trong đầu con hình dung là một người chủ chiên. Vì con chưa đi chăn chiên bao giờ, nhưng ở Việt Nam con đã từng đi chăn bò thuê quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Thì con nhớ là sáng phải lùa bò đi ra đồng, chiều chúng con lùa bò về hả? Chiều chúng con lùa bò về, con thì không phải làm điều đó như một số những người bạn bè của con thì phải. Sau khi lùa bò vào đồng thì chúng con đóng cái cổng vào, và bên cạnh đó sẽ có một cái chòi. Những người chăn, con thì được về nhà, nhưng mà những người chăn chưa chăn bò khác thì chăn thuê ra hay là của họ thì họ sẽ phải ở ngoài. À, trong cái lều, cái chòi ở đầu đó để họ canh ban đêm có ai tới ăn cắp bò hay tới làm cái gì hay không. Thì con hình dung chắc chiên cũng vậy, có nghĩa là sau khi lùa chiên hết về thì sẽ có một cái hàng rào để chiên chui vô trong, và vị chủ chiên sẽ đứng ở phía bên ngoài để canh, để bảo vệ đàn chiên. Đôi lúc ngày hôm nay con tự hỏi với lòng mình là cái hàng rào bảo vệ chiên đó ngày hôm nay nó còn phải là cái hàng rào bảo vệ chiên hay không? Hay ngày hôm nay chúng con đã đuổi chiên ra ngoài và lấy cái hàng rào đó, và là những người linh mục chúng con nhảy vô trong hàng rào, rồi sai những bà thư ký, những ông trùm hội đồng tài chánh, hội đồng mục vụ đứng ra ngoài để bảo vệ, giữ cho đàn chiên nó không lùa vào bên trong, để cho cá nhân chúng con một mình ung dung ở bên trong cái hàng rào được bảo vệ đó. Ở bên Mỹ thì chúng con không có những ông trùm, bà trùm, nhưng chúng con có bà thư ký. Khi một ai đã gọi tới để xin cái này cái kia mà chúng con không thích, chúng con có bắt điện thoại hay chúng con bảo với bà thư ký là cứ nói với họ là lấy số điện thoại rồi cha sẽ gọi lại, rồi cha cũng sẽ ấm ở cho nó qua. Hay là nói bà thư ký thì con trả lời bà đi chứ cha không cần phải trả lời. Chúng con đặt những người khác, bà thư ký, những người làm trong giáo xứ làm cái con kỳ đà cản mũi, và chúng con nhảy vào bên trong của cái hàng rào. Chiên thì đang nằm ở ngoài kêu la inh ỏi, còn chúng con thì ung dung ở phía bên trong hàng rào, mà đúng ra chiên phải đang ở đó. Đôi lúc con nhìn lại, con cảm thấy phải chăng ngày hôm nay con đã quá ư là sống theo cái kiểu mà đế vương của một chủ chiên, còn chiên thì sao không biết. Có những con chiên thì chúng con đưa về bởi vì gia đình họ giúp đưa về,
Nhưng có những con chim tự tìm về, họ đến họ gõ cửa, knock 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 knock. Thực sự chúng con có gặp họ hay không? Chúng con có chào đón họ hay không? Hay chúng con cũng chả biết họ là ai? Một trong những điều mà con cố gắng làm nhưng không hẳn là làm được, đó là một chủ chiên thì cần phải biết các con chiên. Mà con thì được một cái ơn rất là xấu và rất tệ về nhớ tên của ai đó. Cho nên khi con về giáo xứ này nó ít người, cho nên con bắt tất cả mọi người. Khi con về làm phó xứ thì không, bởi vì chỉ 1-2 năm rồi đổi đi. Nhưng mà khi con về làm chánh xứ giáo xứ này cũng như giáo xứ trước, thì con bắt tất cả những người giáo dân cần phải chụp cho con một cái hình của tất cả gia đình của họ, rồi gửi cho con. Và rồi sau đó một là con in ra, họ in ra. Nhưng mà khi họ in ra thì là phía trước phải viết tên của họ lên trên đó, tên ông Jeff, bà Mary, rồi hai đứa con là Louis và Martha gì đó, thì phải viết lên đó. Và cả cái văn phòng của con, khi con mới về bất cứ một giáo xứ nào làm chánh xứ, thì việc đầu tiên là văn phòng con không có trang trí gì hết ngoài trừ cây thánh giá, bởi vì chung quanh văn phòng đó là con dán hết tất cả hình ảnh của những người giáo dân trong đó, những gia đình của giáo dân. Và đó là cái cách để con học tên của họ cũng như học mặt của họ. Mỗi ngày khi con bước vào văn phòng thì con sẽ cầu nguyện chung cho tất cả những người giáo dân đó của con. Đó bởi vì trách nhiệm của con là chánh xứ. Và cái thiết kế tiếp là con sẽ chọn một cái gia đình nào đó để con vừa học tên của họ, vừa học và biết họ là ai, nhận biết mặt của họ và cầu nguyện đặc biệt cho ngày hôm đó cho họ. Không phải là một chủ chiên tốt lành, nhưng con cố gắng để nhận biết các con chiên của mình. Nhưng đã bao nhiêu lần con không nhận biết họ. Họ nhận ra con, họ nói cha Father Martino, cha thế này cha thế kia. Con đứng như trời trồng ở giữa cái chợ, con đứng như trời trồng ở giữa một đám đông, và con nói ủa họ là ai. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lễ hôm nay chúng ta nói lễ mừng chủ nhật Chúa, chủ nhật Chúa chiên lành, để cho mỗi người chúng ta, trong đó quý cụ ông bà và anh chị em, nhìn lại để xem mình đã là một chủ chiên tốt lành chưa. Nói như thế từ nãy giờ quý cụ, quý ông bà và anh chị em sẽ nói wow, vậy thì các cha phải không là chủ chiên tốt lành thì các cha phải học đi, còn chúng con đâu phải là chủ chiên. Dạ không, quý ông bà và anh chị em cũng phải là chủ chiên tốt lành nữa. Nhớ công đồng Vatican đã dạy chúng ta có hai chức linh mục, là linh mục thừa tác là chúng con, và linh mục cộng đồng là quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Bởi bí tích rửa tội, quý cụ, quý ông bà và anh chị em phải trở nên một phần của linh mục cộng đồng. Có nghĩa là gì? Quý cụ, quý ông bà và anh chị em cũng phải trở thành một chủ chiên tốt lành, ít nhất là trong nhà gia đình của mình. Con đưa một cái hình ảnh vậy để cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em dễ hiểu nhá. Là thế này, ok, để con nhét cái này vào đây đó. Lên con như một cái bàn tay cầu nguyện, chúng ta đưa lên như thế này, hay một bàn tay chắp lại. Nếu một bàn tay để như vậy thì nó không hẳn ý cầu nguyện, mà như vậy thì nó cũng ý cầu nguyện, để thẳng cũng ý cầu nguyện, mà nó phải hai bàn tay, một là chắp lại, hai là mở ra. Thì con nghĩ là để cho hoàn trang cái chức mà chủ chiên thì cả người giáo dân lẫn linh mục phải làm với nhau. Linh mục là linh mục của thừa tác, giáo dân là linh mục của cộng đồng, cả hai cùng đụng với nhau mở ra như một bàn tay đang cầu nguyện hay chắp lại thì nó mới là tuyệt đẹp. Vậy quý cụ, quý ông bà và anh chị em sẽ hỏi con là thưa cha, vậy chúng con có thể làm gì trong cái ơn gọi linh mục là chủ chiên của chúng con? Dạ thưa được. Quý ông bà và anh chị em nhớ lại ngày quý cụ, quý ông bà và anh chị em là lãnh nhận bí tích hôn phối, thì có ba điều câu hỏi mà vị linh mục sẽ hỏi. Đó là ba điều kiện cần thiết quý ông bà và anh chị em phải trả lời thưa có và thưa có. Quý ông bà và anh chị em còn nhớ câu gì không? Anh chị em có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa có. Câu thứ hai, anh chị em khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị em có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Câu thứ ba là gì? Khi anh chị em có đón nhận con cái và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Con muốn nói về cái thứ ba đó. Anh chị em là một chủ chiên, anh chị em phải giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Câu hỏi đó không có nghĩa là anh chị em có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái nó sẽ ban và dẫn nó lên nhà thờ để cho ông cha xứ giáo dục nó theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không. Con nghĩ đó là phần mà quý ông bà và anh chị em đã thiếu bao nhiêu năm nay, đúng không ạ? Anh quý ông bà và anh chị em đẻ nó ra
nhưng không giáo dục nó, chỉ đưa nó lên nhà thờ để giao cho các giáo lý viên, các huynh trưởng thiên nhiên thánh thể và ông cha xứ giáo dục nó. Nhớ rằng đó là lời quý ông bà và anh chị em hứa, là một mục tử quý ông bà và anh chị em cũng phải giáo dục nó theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Đã bao nhiêu lần quý cụ quý ông bà và anh chị em đọc kinh thánh chung với nó, mở kinh thánh ra cùng học cùng dạy nó, đã bao giờ quý ông bà và anh chị em dạy nó hay là chỉ dạy nó học thuộc kinh thôi, đôi lúc còn không nữa, còn giao cho cả nhà thờ dạy nữa. Đã bao giờ học giáo lý chung với nó, dạy giáo lý chung với nó, dạy giáo lý cho nó, đúng không ạ? À? Cho nên đã đến lúc chúng ta cũng phải nhìn lại, quý cụ quý ông bà và anh chị em nữa cũng phải nhìn lại cái ơn gọi mục tử của quý ông bà và anh chị em, lời hứa mà quý ông bà và anh chị em hứa ngày lãnh nhận hôn phối mà quý ông bà và anh chị em đã quên. Nhưng chưa hết đâu, thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em, không phải chỉ có cái ngày lãnh nhận bí tích hôn phối quý ông bà và anh chị em đã hứa cái lời đó đâu. Ngày trước khi nó rửa tội, cái điều tiên đầu tiên anh chị em nhớ, khi rửa tội lên một hỏi anh chị đặt tên cho con trẻ là gì, thì quý cụ quý ông bà và anh chị em nói là thưa Martino Nguyễn Bá Thông, thưa là Maria Đào Thị Lưu, thưa là Marco Trần Văn Bốn. À, sau đó anh, sau đó mọi người hỏi, Vinh Đục sẽ hỏi tiếp, vậy quý ông bà và anh chị em xin điều gì cho ông Marco Trần Văn Bốn hay Nguyễn Bá Thông? Quý ông bà và anh chị em thưa và xia thưa xin phép rửa tội. À, sau khi đó linh mục hỏi là vậy để khi xin phép rửa tội, quý ông bà và anh chị em có hiểu được là trách nhiệm của quý ông bà và anh chị em là phải giáo dục chúng thông đức tin của mà quý ông bà và anh chị em tuyên xưng hay không? Mọi người thưa dạ có. À, lại một lần nữa dạ có. Ôi dồi, hôm nay quý ông bà và anh chị em bảo ông cha Thông mới đầu bài về bà chia sẻ thấy cha nói về các linh mục, tưởng chúng con thoát nạn, hóa ra bây giờ cha tát chúng con cái bút bên tay trái bằng cái gì, bằng cái nghi thức mà chúng con hứa hôn, đúng không ạ? À? Là chúng con hứa là giáo dục con cái, là mục tử để giáo dục đàn chiên. Bây giờ cha tát một cái phía bên tay phải nữa là về cái vấn đề ngày hôm con đưa nó lên nhận phép rửa tội, con lại cứ thưa có một lần nữa dạy nhờ. Thì hôm nay cha lại tát chúng con bốp một cái bằng hầu lứa thôi, bốp một cái bằng rửa tội. Vâng, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chính quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã hứa điều đó. Vậy, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta không đứng ở đây để trách nhau, nhưng cá nhân chúng con là những linh mục cần phải biết nhìn lại chính mình, là chúng con đã thực sự là một mục tử chân chính hay chưa. Con không dám dùng chữ mục tử tốt lành, mà con chỉ nói là một mục tử chân chính, biết dám lo cho đàn chiên của mình, biết đặt đàn chiên của mình trên trước chưa, hay là vì những lợi ích cá nhân, vì những giận hờn ghen ghét ích kỷ, vì những lý do gì đó ham vui, người thì thích nhậu, người thì đi săn, con thì thích đi câu, để cho giáo dân của mình đã không được trọn vẹn là một mục tử để lo lắng cho họ. Rồi chúng con cũng chưa biết đi tìm những con chiên bị lạc. Khi họ tìm về thì chúng con lại nhảy vào trong hàng rào để núp, để đưa những cái người khác ra để đỡ đạn cho chúng con. Thay vì chúng con lại đứng ở hàng rào để chào họ về, thì chúng con lại nhảy vào trong hàng rào để núp. Muốn gặp ông cha xứ thì đôi lúc người ta bảo còn khó không gặp ông chủ tịch phường, là phải đi qua bao nhiêu ông. Và đôi lúc con cũng đã từng như vậy, khi mà một số việc con phải về Việt Nam hay là đi liên lạc một số nơi, thì đã là linh mục rồi nhưng mà con không khai con là linh mục. Còn tới đó con gặp linh mục đó có tiếng Việt thì con nói là tôi là này nọ, tôi là ông Thông, muốn gặp cha sở đây. Thì cái ông gác cổng, con gì, muốn gì, gặp cha sở có chuyện gì? Thì con đôi lúc con cái hay nói giỡn là con bảo dạ không, tôi đã có cái hẹn rồi, anh chỉ vô cần nói với cha sở là có một người tên là Thông có cái hẹn với cha sở tới gặp. Anh phải nói cho tôi biết là anh đến gặp cha sở có chuyện gì để tôi vào tôi trình. Con nói không, anh cứ vào anh nói như vậy được rồi, bởi vì tôi đã có hẹn rồi, nói là người tên Thông là cha sở biết. Nhưng mà nếu anh không biết tôi nói cho cái chuyện gì thì tôi lấy gì tôi trình với cha sở? Con nổi điên lên, con bảo ông cứ vô ông bảo với cha sở đó, ông thưa với cha sở của ông. Nếu mà tôi mà phải nói cho ông cái chuyện tôi trình với cha sở vậy thì tôi gặp cha sở làm gì? Nhưng mà nếu anh không nói thì tôi sẽ không thể vào trình được. Con nói vâng, vậy thì ông vào ông nói với cha sở, trình với cha sở của ông có cha Thông nha. Cha Thông, ông nghe rõ chưa, từ bên Mỹ về muốn gặp cha sở. Dạ 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 vâng, vậy để con vô. Con nói đợi tí đã, để tôi sẽ nói là tôi cần trình bày cái gì với cha sở để cho anh vô anh trình bày. Dạ thôi, nó là cha rồi thì cha khỏi cần phải nói là cha cần gì, con vô con thưa được rồi. Thấy chưa, và chính cá nhân tôi đã gặp điều đó.
Thưa quý cụ, cơ bà và chị em, như con nói ở đây không trách ai, bởi vì chính cá nhân con biết mình tội lỗi và không phải là một chủ chiên như thế nào. Quý ông bà và anh chị em cũng thế, mình cũng không trách quý ông bà và anh chị em đã lơ là trong vấn đề là chủ chiên là giáo dục con cái mình như mình đã từng hứa. Và ngày hôm nay trong lễ Chúa Giêsu vị mục tử tốt lành, chúng ta có thể dám commit với nhau không? Có thể dám nói với nhau là chúng ta hãy hết lòng đưa những người trở nên vị mục tử tốt nhất mà chúng ta có thể làm, trở nên vị mục tử lo lắng cho đàn chiên của mình. Các linh mục cũng thế, lo lắng cho đàn chiên của mình, nhớ làm mục tử để lãnh đạo chứ không phải để làm dâu trăm họ. Và quý cụ, quý ông bà và anh chị em cũng thế, trách nhiệm phải giáo dục con cái của mình theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh, chứ không phải chỉ giao cho các huynh trưởng, không phải chỉ giao cho các thừa tác viên, cho các giáo lý viên hay ông cha sở rồi đổ lỗi là con không biết gì. Dạ không biết thì học. Vậy chúng ta cùng với nhau không nào? Quý ông bà và anh chị em, chúng con đồng ý không? Quý ông bà và anh chị em cũng với cùng với con, với chúng con là các linh mục như hai bàn tay, thừa tác viên, linh mục của thừa tác vụ cũng giống như linh mục của cộng đồng. Chúng ta cùng với nhau đụng vào nhau để góp lên một bàn tay cầu nguyện, để đưa những con chiên lạc, để bảo vệ những con chiên đang ở trong đàn, cũng như đưa những con chiên lạc trở về với Chúa, để cho tới ngày tất cả các chiên cũng như mỗi người chúng ta được ở với Chúa trên cõi trường sinh. Xin cho mọi sự chúng ta làm để làm sáng danh Chúa. Amen. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta.